Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một sản phẩm đến từ nhà Bulova các bạn ha. Đã khá lâu rồi mình mới mở hộp một chiếc đồng hồ của Bulova các bạn. Đây là một trong những thương hiệu mình rất là thích ha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Rất là đẹp các bạn. Đó. Nhưng mà trước khi vào nhân vật chính, chúng ta sẽ coi cái hộp của nó ha. Chúng ta sẽ có một cái sách, cái tờ hướng dẫn của Bulova các bạn. Cái tờ hướng dẫn này rất là đà lạ nha, làm trên tờ giấy nhưng mà cầm vào nó nhung 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 rất là lạ các bạn, chất liệu rất là lạ nha. Trong cái tờ hướng dẫn có cái logo cây quyền trượng của Bulova này các bạn, mình rất thích cái biểu tượng này của Bulova ha. Rồi hết rồi các bạn ha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một mẫu đồng hồ nữ của Bulova rất là đẹp các bạn. Mình sẽ lấy nét ha. Đây, một mẫu đồng hồ rất là đẹp, có mã là 296B213 các bạn ha. Đó. Cái mẫu này nó có một cái tên riêng của nó các bạn, Rizas, rất là đẹp. Cái mẫu này chúng ta chỉnh giờ ở đây nha các bạn nha. Đó. Một kiểu chỉnh giờ rất là lạ ha, chúng ta kéo này, chúng ta đây các bạn. Đó. Chúng ta đó, à, sau đó chúng ta sẽ chỉnh giờ ha. Đó như vậy các bạn ha. Đó rất là hay. Các bạn lưu ý ha, chúng ta sẽ đẩy cái chốt chỉnh giờ ở dưới ha và mặt sau ra ha, xong rồi chúng ta sẽ chỉnh đây. Mình sẽ mở cái siêu của nó ra các bạn nhé. Cái siêu mặt ha, cái này để mà chúng ta sẽ tránh cho cái đồng hồ bị chảy xước các bạn. Đó. Đây. Phần phía sau các bạn thấy không? Được khắc rất là đẹp ha. Đó. Được khắc rất là đẹp. Bulova ha, san siêu. À, chúng ta có kính sapphire luôn nha các bạn nha. Chúng ta có một cái đồng hồ chống nước thôi. Đó. Cái này nó chỉ là chống nước thôi các bạn ha. Nên các bạn có thể đi mưa rửa tay, còn tắm rửa thì chúng ta nên gỡ đồng hồ ra các bạn. Đó. Rất là đẹp. Một mẫu đồng hồ được khảm chai các bạn ha. Ở ô 12 giờ chúng ta sẽ có cái logo quyền trượng của Bulova rất là đẹp. Ở các góc giờ các bạn ha, chúng ta sẽ được đính một viên đá kim cương nhân tạo rất là đẹp ha. Chúng ta sẽ có đồng hồ ngày này, đồng hồ thứ này và kim giờ phút ha, có full face luôn đó. Đây, khi chúng ta tỉnh giờ các bạn ha, chúng ta sẽ đẩy cái này lên ha, rồi chúng ta sẽ chỉnh ha. Đó, cái chỉnh giờ rất là hay ha. Bình thường thì cái núm chỉnh giờ các bạn nó sẽ nằm ở đây góc 3 giờ hoặc là góc 4 giờ ha, nhưng thằng này chơi chỉnh giờ ở góc 12 giờ chơi vậy đó. Đó, rất là hay, rất là lạ, thiết kế rất là đẹp ha. Chị em phụ nữ đeo con này là hết thuốc luôn đó các bạn. Đó. Mình đang chỉnh giờ của nó các bạn ha. Kính sapphire ha, rất đẹp. Cái mặt đồng hồ của nó sẽ là đây, nếu tính vòng ngoài là 38 các bạn ha. 36 các bạn nhé. Còn nếu tính vòng trong của nó là 30, rất là hợp với cổ tay của phụ nữ người Việt Nam hay là người châu Á ha. Rất là đẹp. Rất là mỏng ha. Kim loại nguyên con. Màu bạc rất là sang trọng, rất là dễ phối đồ. Và khi lên tay nó sẽ như vậy các bạn. Đó. Khi lên tay như vậy rất là sang ha. Đó. Ta cài lại đó, rất là sang trọng các bạn, rất là lịch sự ha. Các bạn nữ đeo cái này đi làm nó thôi hết thuốc luôn, cực kỳ sang trọng đó, đẹp quá, đẹp luôn. Rồi,
Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng như vậy để các bạn có những cái nhìn đầu tiên vào các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào, tạm biệt.